Rồi vô đi. Trời ơi, cái gì mình chùm đầu em lại như anh xử trời. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Chờ đợi một đêm trăng nào tới, vợ chồng mình không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cuốc. Bất ngờ chưa? Nhìn kia. Trời ơi, sao mà lãng mạn quá vậy anh? Em thích thương. Thôi em đi. Ủa, sao vậy? Sao tụ tâm lý vậy em? Em có biết anh khó khăn cực khổ lắm mới chuẩn bị cái buổi lãng mạn ngày hôm nay không? Em yêu, đêm nay vợ chồng mình sẽ có một buổi thật là lãng mạn. Chúng ta sẽ có đêm kỷ niệm ngày hôm nay. Em, đêm nay chúng ta sẽ có con. Khi chúng ta có con thì đứa cháu sẽ làm ba anh hết giận. Lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau em nha. Nhưng mà không có nhưng gì. Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu. Lại đây. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Đây. Nào, chúng ta hãy cùng nhau vô một cái giao bôi cái coi. Vô. Trời ơi. Anh ơi, cái này là cà phê đó, không có tốt cho sức khỏe đâu. Em, cái gì cà phê em? Cà phê. Không phải cà phê, sâm bổ lượng. Ủa, vậy hả? Có sâm bổ lượng anh chuẩn bị cho em nè. Chết cha, vậy là em sai rồi. Em sai quá rồi. Anh ơi, em sai rồi. Vậy là bây giờ em hư quá đúng không anh? Em hư quá rồi, bây giờ anh đánh em đi. Đánh em đi. Cái gì? Anh đánh em? Anh đánh em đi. Chi vậy? Đánh em đi xong rồi em sẽ em sẽ khóc, rồi em sẽ giận anh. Rồi buổi tân hôn ngày hôm nay? Thì em giận anh một tuần, xong rồi cái sau đó mình tính tiếp được không? Không được đâu em ơi. Em đừng có dụ anh. Không có nước sâm cũng không sao. Quan trọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có con với nhau em nha. Thấy thương quá, cô ấy mắc cỡ. Anh đã chuẩn bị hết rồi em à. Tình yêu trong lành nhất thế gian là cánh hoa mềm giữa thế gian. Anh đã lắng nghe tim mình lên tiếng ngân. Ui da, ui da, ngừa quá. Vậy tự nhiên anh nói em ngừa ngứa quá đi. Cái gì vậy em đi đồng học xem chưa tắm vậy? Phải, em tắm rồi mà tại vì em bị dị ứng với phấn hoa hồng nè. Em làm anh mất hứng ghê luôn á. Chứ ngày xưa lúc mới quen nhau á, em nói em thích hoa hồng mà tặng em bó em có ngứa gì đâu. Không có, vậy là vậy là em sai nữa rồi. Anh ơi, hả? Bây giờ anh hãy đánh em đi. Anh đánh em rồi sao? Rồi, em sẽ khóc, em sẽ giận anh một tuần. Rồi buổi tân hôn ngày hôm nay sao? Bị quỷ đúng không? Anh sẽ không bao giờ mắc lừa kế hoạch của em đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay chắc chắn anh và em cũng sẽ có con với nhau. Nào, lại đây với anh nào. Lại đây nào. Lại đây. Ủa em, dạ. Hồi nãy em ăn nem hả? Ủa sao anh biết? Sao hôi tỏi quá vậy em? Tại vì em nghe nói là ăn tỏi sẽ khử được mùi nem. Sao mà có chuyện trái ngược quá vậy? Không sao đâu em, cho dù cái mùi nem khủng khiếp cỡ nào, anh sẽ vẫn sẽ đến với em đêm nay. Người yêu ơi, hãy đến với anh đêm nay nào. Chết chết. Anh bị gì vậy? Ủa sao ngứa quá vậy? Hả? Sao người em ngứa quá vậy? Trời đất ơi, em quên là anh bị dị ứng với cắm gạo đó. Cho nên là em đã dưỡng da bằng cắm gạo toàn thân rồi. Trời ơi. Ngày hôm nay Chính em đã phá vỡ kế hoạch ngày hôm nay. Bây giờ em phải nói cho anh biết đi, tại sao em không muốn sinh con cho anh hả? Bởi vì nếu mà em sinh con á hả, em sẽ mập ra nè, em sẽ già nua, em xấu xí. Cho nên là bây giờ anh đánh em đi, đánh em cỡ nào cũng được. Đừng bao giờ bắt em sinh con hết á. Đánh cái gì mà đánh, bây giờ anh ngứa muốn chết nè. Gái phụ anh ở đó mà đánh. Trời ơi, xin cắm gạo chi vậy? Ở dưới xuống, đau, ngứa. Ngứa. Ô, mẹ nghe. Rồi, tới liền, trời ơi, tụng tưng chờ mẹ chiếu nha. Chua gì hết trơn á, trời mà đã khóc rồi nè. Ồ, đứng mẹ thương nè. Ồ, cục tràng của mẹ. Ai đó? Vô đi. Em chào chị.
Ủa, chị ơi, chị cho em hỏi đây có phải phòng của vợ chồng Duyên Tùng không chị? À, dạ, dạ phải anh. À, chị cho em hỏi Duyên đâu rồi chị? À, Duyên nó chết rồi. À, Duyên nó mới vừa đi ra ngoài rồi. À, vậy thôi để em ngồi em chờ Duyên. Dạ. Ủa mà chị là? À, tôi là. À, chị là Vũ Em hả? Vũ Em trong Em Bé đúng không? Ờ, Vũ nè. À. À, Vũ Em. Dạ. Ờ, anh ngồi chơi. À. Nghe nói anh là người yêu cũ của Duyên hả? À, dạ đúng rồi chị. Chia tay lâu rồi tới đây làm chi? Thì không còn yêu nữa thì làm bạn bè được mà chị. Thì bạn bè gặp nhau có sao đâu chị. Duyên giờ này chắc xinh lắm hả chị? Nhiều khi giờ anh nhìn Duyên không có ra đâu. Không có đâu. Sao mà quên được. Lúc gặp Duyên á, Duyên mặc một áo dài trắng tinh khôi. Trên mùi Duyên còn có sức nước hoa thoang thoảng nữa. Chơi cái gì khai quá chị. Em nghe cái mùi gì? Hồi nãy thằng cu nó mới tè đó. Hư quá. Mốt đi tè là phải vô toilet nha chưa. Ra nó rồi. Dạ. Nhiều khi giờ anh nhận Duyên không ra đâu anh ơi. Sao mà không ra được. Mấy năm trời không gặp. Chắc Duyên xinh lắm. Anh Hoàng. Anh Hoàng ơi em là. Chị đứng xa xa nói chuyện chứ. Nghe mùi lắm á chị. Em ơi, nhà mở cải lương hay thổi buồn vậy cưng? Em... Ủa Tùng? Ủa Hoàng? Trời ơi, lâu quá mới gặp. Trời ơi, khỏe không Hoàng? Khỏe không? Trời ơi, khỏe. Gặp Duyên chưa? Nói chuyện với Duyên chưa? Chưa. Trời ơi, Duyên đâu rồi? Trời ơi, Duyên nè. Duyên. Gì vậy Duyên? Hả? Ủa? Gì như ba cái tăng vậy Duyên? Duyên. Duyên nè. Giỡn hoài với em mà. Giỡn hoài Duyên. Giỡn hoài Vú. Giỡn hoài Duyên. Giỡn hoài với em mà. Giỡn hoài Duyên. Giỡn nhây quá à Vú mà. Thôi cái gì vậy em? Cái gì vậy? Người yêu cũ phải nhận ra nhau chứ. Anh có nói cái gì, anh có đòi hỏi gì đâu. Nhận nhau đi em. Duyên. Anh Hoàng. Em là Duyên nè. Trời ơi. Tôi không tin. Anh Hoàng. Không. Em là Vũ Em. Em không phải là Duyên. Không. Duyên. Bình tĩnh lại. Em đang nằm mơ thấy vợ chồng mình đi ăn vú dê nướng đúng không? Không phải hả? Anh biết rồi. Anh nghĩ chữ con. Em nôn con đến nỗi mà trong giấc mơ em cũng thấy con đúng không? Em nôn con đúng không? Được rồi, anh giúp em. Không, anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi, có con thật là kinh khủng anh Tùng ơi. Anh Tùng đừng bắt em có con nha anh Tùng ơi. Em sợ lắm, đừng bắt em có con. Bao ngày bà ngóng, bao ngày bà trông, bao ngày bà mong con gái bà chào đời. Ô chồng rất mong bà, có chồng kỷ niệm bà. Tập tân của bà nha. Không hiểu nữa. Nhưng mà từ chiều tới giờ á, nó có cầm con búp bê ru qua ru lại, nó ngồi chơi mình vậy á. Giống như là nó thèm con quá mà nó không có được con, cho nó lôi ra búp bê ra nó chơi hoài á. Tôi nghĩ là nó bị điên luôn rau. Thiệt. Lấy con búp bê nó là nó nổ điên lên, nó đầu đập tay đập chân để mà nó chết á. Hai đứa mà giật con búp bê là nó đòi rạch tay ra chân ha. Đó là chiều giờ ở đây canh nó nè. Mày muốn có con á giờ bèn. Em tính cách nào đó để chữa cho nó đi. Cái này thuộc tâm bệnh đó, em hiểu không? Đúng. Mình phải trị được cái tâm lý thì nó mới thoát được. Đúng rồi. Trời ơi, vậy á, cái này là tâm bệnh đó. Tâm bệnh. Thôi được rồi, em đã có cách chữa cái bệnh này rồi. Em có cái thuốc riêng của em. Em đi hiểu rằng đừng kiểu vậy à. Trần Hữu nha. Để em trị cái bệnh này cho.
Anh ơi, thôi. Anh ơi, bây giờ muốn có con lắm phải không? Đúng rồi, muốn có con. Muốn có con nha. Muốn có con á, vậy thì bây giờ mình sẽ có con. Trời ơi, có con rồi, có con rồi. Kỳ này có em rồi nha, nha, có em rồi. Bây giờ em sẽ cho anh một đứa con. Ờ, đi, đi, đi. À không, à không, một đứa không đủ, một đàn con. Quá trời. Đỡ quá ta. Thích, thích, thích. Cảm ơn vợ nhiều nha. Nè con nè, có em cái mặt nó cười hớn hở nè, nó phái em luôn nè. Lắm ơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi gặp con. Hả? Ủa em muốn ra sản phẩm thì phải 9 tháng 10 ngày sao mới có được chứ, đâu ra đi gặp được liền hay vậy? Đúng rồi. Thì bây giờ đó mình đi vô trại mồ côi đi, trong đó nhiều con cho anh lựa lắm. Nghĩ làm sao vậy? Nghĩ làm sao mà ba người hùng lại định gạt tôi vậy? Tưởng tôi dễ gạt lắm hả? Vừa yêu luôn bên ta, càng khi ta khó khăn nhất vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao nhiêu. Lúc lời tin nhắn bao giờ không? Đúng giờ lắm. À, đúng vào. Dạ, thật sự là những cái tin nhắn mà ở trên Facebook đó. Đừng có nói nữa, trời em xấu hổ muốn chết luôn à. Mấy tin đó là em nhắn thử lòng anh thôi. Vậy hả? Trời hơn mà muốn lộn. Nhưng mà hôm nay anh hẹn em tới đây nè. Thật ra thì có vợ rồi. Thiệt không? Thiệt gì mà.